Xin chào các bạn, cửa hàng linh kiện điện tử ST xin trong clip này sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm mới của cửa hàng, đó là kính hiển vi. Đây là một loại kính hiển vi điện tử rất là đặc biệt. Nó có 3 đầu ra đây, các bạn có thể nhìn kỹ. Đầu ra VGA để kết nối với màn hình LCD, TV, tận dụng TV của các bạn hoặc là các màn hình máy tính. Một đầu ra nữa, đầu ra AV. Đầu ra này thì kết nối với các TV đời cũ hơn, CRT. Mà một đầu ra nữa là đầu ra USB. Đây. USB này bằng cáp USB này kết nối với máy tính. Thì bộ sản phẩm này đi kèm theo nó có một cái đĩa driver. Nhưng mà bên cửa hàng sẽ làm riêng về phần kết nối máy tính cho các bạn trong các clip sau. Clip này thì cửa hàng chỉ giới thiệu đến các bạn là cách kết nối với màn hình LCD, màn hình TV để soi các linh kiện dán với độ phóng đại rất là lớn. Đây là giắc nguồn 5V. Rồi. Nói qua một chút về bộ sản phẩm này thì đây là cái kẹp mà có gắn kèm đèn LED điều chỉnh được sáng tối cho các bác. Đó. Có một núm xoay ở đây, điều chỉnh sáng tối. Đế của bộ kính hiển vi rất là chắc chắn. Việc điều chỉnh tiêu cự thì theo cái trục như này. Các bạn vặn cái gen ở đây là có thể chỉnh lên, chỉnh xuống để điều chỉnh độ nét của việc soi kính hiển vi, điều chỉnh độ phóng đại luôn. Đây mình đã test thử, mình sẽ test thử luôn để soi các con linh kiện dán trên cái bo nguồn này, bo nguồn DC 12V này. Đây mình sẽ coi luôn. Đây các bạn nhìn, có thể nhìn trên màn hình bây giờ là không có gì cả. Việc kết nối cũng rất là đơn giản, các bạn không cần cài đặt gì. Khi kết nối với màn hình LCD, các bạn chỉ việc cắm theo như này vào, cắm jack VGA vào là sẽ tự động, hệ thống sẽ tự động nhận ra cáp VGA và thế là sử dụng thôi, rất là đơn giản. Đó, bây giờ mình sẽ test thử luôn. Đây, ví dụ con này là con 1R20 đây. Đó, con linh kiện dán rất là to, nhìn rất là rõ. Mình sẽ điều chỉnh luôn việc lên cao xuống thấp để điều chỉnh tiêu cự. Mờ, rõ, đó. Rất là đơn giản, rất là chắc chắn và dễ sử dụng. Mình sẽ soi thêm một vài con nữa. Đây là những mối hàn. Soi kỹ mối hàn. Đó. Siêu phóng đại rồi. Đây. Đây là cái con 100 đây. Đó. Linh kiện ST xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Xin chào.